Vậy chú Kiệt là chú Kiệt yêu con My, cho con My xin con cho chú Kiệt luôn á. Chú Kiệt hỏi con My có mấy người con, dịch gì luôn hả cha chăng? Thôi đi đâu hái ổi dữ vậy hả? Ủa chăn đâu rồi? Thông dịch rồi, thông dịch ơi, thông dịch, thông dịch, thông dịch lại đây, thông dịch ơi. Thông dịch cha đi đâu mà bẻ trái cây vậy nè? Cha đi đâu bẻ quá trời vậy kìa. Cha đâu bẻ trái cây nhiều quá vậy? Hỏi cha cây. Hỏi cha ở kìa. Cái sợi trên đó. Trời ơi. Cái xài một đống nha. Ủa, đống luôn hả? Cây quá trời luôn rồi, cho mấy chú ăn không? Dạ. Yeah. Hả? Cho. Ôi cha bẻ đó hả? Chút nữa đi ruộng là có cua nhiều dữ lắm. Có không? Có cá bóng luôn. Có cá bóng luôn hả? Ủa cá bóng này kho tiêu quá ngon lắm nha. Giờ thèm quá rồi nè. Sao đây? Câu được cá bóng là dễ câu nhất luôn. Có không? Có. Vậy là chút mình đi câu đi. Okay. Hỏi cha có cần câu không? Có, ở chỗ một đống luôn, một vàng cần câu luôn á. U đã vậy hả? Rồi vậy chút gia đình mình đi câu cá đi, về nấu cơm ăn nha. Yes. Chịu không? Hỏi cha chịu không? Bữa nay có bạn là chịu luôn. Chịu luôn ha. Rồi bữa nay thì ra bữa nay bạn lại rồi cha đi hái ổi phải không? Hèn gì. Không bạn... phải, hái ổi cho mấy chú ăn mà. Thôi không tin đâu, đây nè, bạn lại rồi hái ổi kìa. Đó. Cho luôn đi. Sắc vô. Nè. Cho bạn. Đó, bữa nay bạn lại nè. Nghe. Bạn lên cái đi lại hái ổi nha. Bậy nha. Không gà mấy chú ở đây sao không thấy hái ổi cho mấy chú vậy? Tại ổi đâu có mập đâu, bắt ba qua cho. Rồi còn cái xài lại chảnh cho nó bự lên rồi mới hái được. Sao bữa nay bạn lại cái ổi mọc ra? Cô chú anh chị bắt ba cho. Bạn của ba mẹ em Trăng cũng là người kiếm khuyết luôn đó cô chú anh chị. Em tên gì? Em tên gì? Em tên gì? Dịch đi Trăng. Con dịch Trăng. My. My. My hả? Mà cách ra dấu hơi lạ. Cái My dấu hơi lạ là sao? Rồi con dạ hỏi cô My bao nhiêu tuổi? 32. Ồ hay quá ta. Cô My 32 tuổi hả? Hỏi dạ. Nhà cô My ở đâu? Bên kia. Qua thông dịch này tốt ở gần. Thông dịch này ok ha. Rồi hỏi cô My là cô My có chồng chưa mà Trăng? Chia tay rồi ha. Vậy là có mà chia tay rồi ha. Ừ, thông dịch này quá tốt ha. Đứa nhỏ đi theo cha, đứa lớn đi theo mẹ. Tức là có hai đứa con. Bé lớn thì theo cha. Còn nhỏ. Nhỏ hả? Nhỏ theo cha. Nhỏ là cha hai gái. Ủa vậy là cũng giống cha mẹ con là không có nói được ha. Cô dạ. Tội quá. Nãy con nói cô My nhiêu tuổi hả Trăng? 32 tuổi mà dạ. Cũng là như cha mẹ con không có nói ha. Dạ. Con hỏi cô My coi có mấy người con trai mấy người con gái vậy Trăng? Hai con gái. Con hỏi. Hai con gái luôn. Con gái hả? Đây là bạn của cha mẹ của bé Trăng của chú anh chị. Kìa, kêu sách ghế lại gần mẹ đi, gần mẹ ngồi nói chuyện, hai người nói chuyện đi. Lấy ghế lại. Rồi, lấy cái ly cà phê ra, Rồi ngồi sát vô luôn. Đó, đúng rồi. Đó là bạn của bạn thân của mẹ của bé Trăng đó cô chú anh chị. Rồi ngồi xuống luôn, ngồi xuống đây. Hết rồi. Cái cây mầm trái cây chịu không nổi luôn rồi đó nghe. Trời ơi, đây nè cô chú anh chị. Đó, nguyên gia đình. Lấy cho trà sữa trái. Nó biết bỏ hộp cho nên mấy chú khoai lọ. Ăn đi, cạp ăn luôn đi. Cạp ăn đi. Biết lấy hộp ra cho nên là mấy chú khỏi lo cho con trà sữa đâu. Biết lấy hộp á. Chua. Biết lấy hộp ra đó mấy chú. Chua hả? Em con biết lấy hộp ra. Mấy chú khỏi lo nó nuốt hộp. Biết lấy ha. Biết lấy mà. Giỏi quá. Thấy hộp cái giục luôn. Còn yên nguyên mà sao giục. Quá rồi, giờ này ăn chua sao chịu nổi. Có chua đâu chứ, hồi nãy con ăn trái thấy nó ngọt ngay à. Cha ăn cái mặn nó chua kìa. Rồi vô. Thử ăn. Chua dữ chua không? Đâu. Ừ. Ngọt mà mấy chú. Ngọt mà. Ngọt sao mà chú thấy cha ăn thì chú chảy nước miếng đó rồi. Cái trái của con là trái đỏ, còn trái của cha kìa, trái của cha trắng chua phải rồi.
Ăn chịu không nổi luôn á. Ăn hết gỗ luôn hả? À, tắt cầm đây dịch mấy cầm đây để anh cắt xài ra cho. Trời ơi quá chua rồi. Ô cái này à, mi chua không mi? Chua. Con dịch đi, dịch đi ra chăng? Chua. Con dịch hỏi hỏi cô mi chua không? Bên con, trong nó chua mà ngoài. Con phải dịch, con phải dịch cho ông bà nghe, hiểu không? Chua. Chua ha. Ừ. Chua dữ quá rồi. Trời ăn còn nhem mình nữa. Trời ơi, cô chú anh chị thấy nè, gia đình nè. Trời ơi, còn nhép nữa chứ. Đây nè, món này mới ngon lành nè. Ấy chà, con khoái ăn xoài nhất luôn đó nha. Còn Khánh ăn xoài mà. Dạ. Vậy, hết rồi. Ê. Dục nha. Ôi, ngon lành. Ê. Rồi, đâu ăn đây. Vô. Chết, cho. Chết. Bẻ ra con, bẻ ra. Trời ăn gì mà kéo hết dữ vậy. Này sao chịu nổi. Ngọt mà mấy chú. Không nhăn. À xài này không chua, xài này được, xài này không chua. 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 Ôi nước miếng chảy hết rồi. Thấy chịu không nổi luôn rồi. Mấy cô chú trên đây xem chắc sao chịu nổi ta. Thấy cái mâm trái cây này thấy quá trời hấp dẫn luôn. Trời. Đuổi hoài. Ngon dữ chưa? Trai con nói ngon hả? Chua. Chua. Con hỏi ai, con hỏi cha ngon dữ chưa? Nói ngon mà mặt cha nhăn rồi. Còn con không nhăn. Chắc. Trời ơi, mấy chú ngồi đây mà thấy gia đình ăn đồ chua mà chú chịu không nổi luôn. Ê chú Mạnh, chịu láo lại. Tém tém lại. Nước miếng chú bây giờ ra hết rồi. Không ổn rồi Đại Dương ơi. Ủa mà cô My hồi đó có học chung mẹ con không Trang? Con hỏi coi, con hỏi cô My coi. Sao quen nữa rồi? Là chuyển trường á. Chuyển trường hả? Chuyển trường mà ở nhà gần. Là sao? Là ở nhà gần đây đúng không? Dạ. Ở nhà gần đây. Rồi cô My có lại đây chơi thường không Trang? Dạ có. Chơi ít lắm. Chơi ít lắm. Rồi mà cô My nói là con tả được hết không? Trời không ăn liền. Hết chào ông. Rồi một rồi. Đâu này cũng lý lắc lắm nè. Xích vô, xích vô, xích vô Trang ơi. Con xích vô coi. Con ngồi xích vô cha. Xích vô trong kia kìa. Xích vô đó. Xích vô con. Đúng rồi, xích vô, xích vô, xích vô cho thấy đây. Hết con. Đúng rồi. Cô My học lớp 1 nhỏ hơn mẹ. Vậy đó. Hỏi cô My á, con Trăng ơi. Trăng ơi. Con hỏi cô My thôi chồng mấy năm rồi? Hai chùm chùm 20 năm. Gì đâu 20 năm, mới 32 tuổi mà không lẽ tao chồng 20 năm không thành? 24 năm. Trời ơi, còn dữ hơn chú nữa. Còn dịch dữ hơn chú nữa. 24 năm con. Vậy, đúng mày... rồi, cô My nói á. Tả không hiểu, mới có 32 tuổi. Cô My 32 tuổi à. Mà chia tay với chồng cô My là bao lâu? Hỏi là thì đúng à. Vậy lộn lẽ 24 năm đúng không ạ? 24 năm là cô My lấy chồng 24 tuổi hay gì đó con. Dịch lộn rồi đó con. Con tả sao lại cho cô My hiểu cái con. Con tả lại đi chứ. Đúng rồi mà. Sai rồi, tả lại cô My chưa có nghe kịp á. Nè con phải tả vậy nè.
Kiệt mạnh mạnh qua tải rồi, mạnh qua tải. Rồi, đây nè, như là không có cưới là cưới được có mấy năm mà chưa rồi không chịu ở chung. Chị ta luôn. Là nhắn tin cho mẹ rồi. Dở hoài. Tức quá trời á. Kìa. Lạ quýnh lộn á. Chồng của cô My đi nhậu nè. À, hai người không hợp chia tay phải không? Rồi hỏi cô My là có muốn bước thêm bước nữa không? Con hỏi đi con. Muốn có chồng nữa không á? Không. Đi một bước thôi chứ không có đi hai bước. Vậy là đi một bước thôi ha. Hỏi sao mà cô My còn trẻ mà không bước thêm bước nữa mà có đi bước một à? Hỏi đi con. 32 tuổi rồi chú ơi. Mà còn trẻ đâu chứ. Chung. Ý là hỏi cô My, hỏi cô My á. Con hỏi cô My á. Một mình mẹ được rồi. Một mình mẹ được rồi, nuôi con được rồi hả? Rồi nè, con nói với cô My là mới mốt cô My xuất hiện trên video của mấy chú nè. Rồi có người á, là thấy thương rồi tới đây rồi cô My có cho tới không? Có cho cơ hội tìm hiểu không? Đó, con nói đi con. Sao con chỉ chú? Sao chỉ chú Kiệt? Chú chỉ mà. Cái camera chú ơi. À. Chú đâu đẹp trai đâu mà con chú. Ôi lộn. Lộn. Thua rồi. Giờ thua rồi. Lộn. Thôi quay clip này xong rồi chắc đi về quá. Rồi sao rồi con giải thích rồi sao rồi con phiên dịch sao rồi cô My nói sao? Quên này chú ơi. Gì quên? Nãy chú hỏi gì con quên rồi, hỏi lại. Chú ăn không à. Bỏ ăn chú một chút đi. Nãy chú hỏi gì chú hỏi lại. Con nói với con đi. Bây giờ con hỏi gì nè. Con hỏi là chú đăng lên nè. Gia đình này bây giờ gặp ăn không à. Giờ con hỏi á. Con hỏi vậy nè, hỏi cô My á ha. Dạ. Là chú đăng lên rồi mấy anh trai kia thấy rồi muốn làm quen với cô My rồi sao? Đúng rồi con. Không chịu luôn. Không chịu luôn hả? Không chịu hả? Dạ. Sao anh nói cô My là có người thì ở nhà cũng tiếp rồi mà sao không chịu? Mẹ nói gì kìa, mẹ nói gì kìa. Là cô My nói gì vậy Trân? Dạ chưa có thấy mặt là chưa có muốn á. Tức là chừng nào à... Là chừng nào á đúng gu á thì mới chịu. Trời trời ơi. Đúng rồi mà. Dịch ta ngồi dịch ta đúng gu luôn. Đúng gu luôn. Dữ thiệt chứ. Ôi cái bà phiên dịch này không biết đúng không đó nghe. Đúng ta mà. Ta dịch nói đúng gu đâu. Nhiều khi ta nói coi hợp hay không. Đúng. Còn gu. Đúng rồi. Chị đúng dịch đúng gu. Nha. Là chưa thấy mặt là đúng gu á. Quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Chua. Chua hả? Đó con bởi vì con nói trang không chua, trái đó chua đó thấy không? Sao trái đỏ hồi nãy? Sao con hồi nãy trái đỏ đúng con rồi. Thấy không chua? Nè cha con ăn nè. Sao trái đỏ hồi nãy con thấy không chua mà giờ trái này chua chị? Thấy trái xoài ổn hơn á. Thấy chịu nổi vậy. Nước miếng kìa. Trái xoài nhỏ hơn nhiều chú ơi. Mà cô My ăn với con. Trăng. Dạ. Mời cô My ăn với. Mời cô My đi con. Cho nè. Con không, hỏi mời cô. Con nói đàng hoàng lại. Con mời cô My. Nói con mời cô ăn. Mời cô My con. Cô My không có nghe. Thì con phải nói. Con tả ra dấu tả. Không? Con dù cô My không nghe nhưng mà con tả con ra dấu. Con mời. Ăn nguyên trái không được. Cắt ra phải không? Cạp luôn á, kêu cạp á. Ngôi nhà này cô chú anh chị mặc dù mẹ của My là người kiếm phúc rất là hạnh phúc cô chú anh chị, rất là đầm ấm vui luôn. Nó kêu anh em đến đây mấy ngày hôm nay đó là rất là vô tri,
Vui không? Vô chi. Gì vô chi? Vui chi, vô chi gì không biết. Vô chi là vui á. Trời ơi, con nói vui đi, đừng nói vô chi. Bà phiên dịch kiểu này chắc ớn quá đi. Ớn là anh hả chú? Ừ. Ông nội đâu rồi, sáng giờ không thấy ông nội chăng? Ông nội đi ruộng hay gì rồi? Đi ruộng rồi ha. Rồi sáng giờ mình có nấu cơm nước gì chưa? Dạ chưa. Sáng giờ chú Lợi cũng hơi lâu rồi nha, mà chưa thấy cơm nước gì hết nha. Chút nữa đi chè cá ăn kia bà nội nấu cơm. Ăn gì ông nội hả? Ăn chua súc mồ hôi luôn hả? Ngon mà chú. Ngon à? Chứ xài không chua. Ok kìa kìa, kìa vợ tìm trái đút cho chồng ăn kìa. Nhét vô họng luôn rồi. Nhét vô họng luôn rồi. Quá trời vui ha. Vui ha. Vui quá ha. Chua mà nhét vô họng kìa. Kìa kìa kìa, xúc bò luôn kìa mạnh. Rồi khóc luôn rồi, khóc luôn rồi. Khóc luôn rồi. Khóc luôn rồi. Sao hí mắt luôn rồi. Vô hí mắt luôn rồi chú ơi. Ba với mẹ con là chân ơi. Dạ. Ba với mẹ con là có mấy người bạn giống như ba mẹ con? Nhiều lắm. Vậy hả? Ủa? Nhiều lắm, tại do trường khuyết tật mà. À vậy đó hả? Nhiều lắm ha. Rồi có đến đây nhiều không con? Có đến nhiều người đến đây không? Không, sinh nhật của con là nhiều. À vậy là bạn bè của cha mẹ con đó. Hết rồi. Hết thường rồi. Là chắc có cô My này lại thường không phải không? Dạ. Gì đó. Nhà cô My ở gần đây. Dạ. Ở gần lắm bên kia. À. Chạy xe đạp được mấy là được một cây cái là tới luôn. Hỏi mẹ nói gì kìa, mẹ muốn nói gì kìa. Là con cô My cũng còn bạn giống y chang mẹ vậy đó. Vậy đó. À. Là bạn của mẹ cũng là bạn của cô My luôn. Ba. Là ba mẹ nói gì chăng? Con nói cho con nghe. Ba. Cái nhà của cô My đang ở đó là nhà của cha cô My. À. Cha chồng á, cái gì á? Ba. Kìa nghe ba nói kìa. Ba. Cha chết rồi. À. Chết rồi. Cha mất rồi ha. Cha cô My mất phải không? Ba. Mất rồi. À. Chăng giỏi quá ha. Cái gì cũng dịch được hết trơn ta. Cho con trái nữa. Nãy giờ con quên mời ông bà cô chú rồi đó. Không, con quên rồi đó. Thôi mời lại đi con. Dù muộn màng nhưng mà vẫn mời. Mời đi con. Mời về lại trái khác. Lấy trái khác mời ông bà cô chú đi con. Mày á. Trái mặn á. Trái mặn chua. Ờ, à, vậy con mời trái nào ngọt đi. Trái này ngọt. Rồi, mời đàng hoàng con, ngồi đàng hoàng con. Rồi. Nói ăn, con nấu ăn. Trời ơi, chùa quá rồi. Sao mày ăn bà cô chú ăn? Ừ. À, dù muộn màng nhưng mà vẫn vui phải không? Răng rụng mà sao cắn khó dữ cả. Vậy đó. Ngon không? Ngon không? Ngon. Ủa sáng giờ là chưa gia đình chưa nấu cơm ăn luôn hả chăng? Dạ chưa, chút nữa mới nấu. Rồi sao ăn trễ quá vậy? Cái rừng nào đi ruộng á, có rồi ăn ăn. Ờ, vậy là sáng giờ là chưa có gì ăn ha. Chưa có đi ruộng. Ờ. Chút nữa anh chờ mấy chú đi ruộng luôn. Ừ, chờ mấy chú đi ruộng luôn hả? Chút nữa đi ruộng nha mấy chú. Đi ruộng có cái gì không? Có cá bóng, một đống. Có cá bóng luôn ha. Làm gì bắt được cá bóng con? Có thức ăn á, mấy cầu mấy con tôm á. Quăng quăng lưới xong rồi bắt được mấy con tôm rồi mình móc nó vô cái cần câu rồi con thảy xuống. Trời ơi mời hả? Ăn. Rồi con thảy xuống cái, con thảy cần câu xuống cái con câu được cá bóng liền à. Vậy vậy? Vậy chú. Chua quá rồi. Ôi trái này chua dữ vậy nè. Sao mặt chú nhăn dữ chú? Vậy chú. Con sợ lưng hả nha chú. Chua không? Đổi ốc hết trơn nè. Sợ nha chú.
chua mắc cười á. Chú ăn chua dở lắm. Mấy trái xài cũng chấm với muối nó mới ngon, chứ nó không chấm muối còn thấy nó chua. Rồi hôm nay cô My lại tính đãi trái cây cho ăn gì, sao có đãi cô My gì không? Dạ không, cô My tự lấy ăn. Không, kìa cô My kêu kìa. Nói lại chú Kiệt lấy vợ chưa à? Nói thăm chú Kiệt hả? Hỏi thăm chú Kiệt kìa. Qua bà tả cho My biết kìa. Đi qua em qua bà tả đi. Qua bà đây. Qua bà tả đi. Hỏi đi. Anh nhỏ cho. Thôi cái chuyện đó hồi nói riêng đi. Nói lên đây kỳ lắm. Không có, giống như My. Để ra điện sau. Để diễn tả sao nè. Em qua bản đi, em diễn tả cho ông bà cô chú thấy. Hai đứa mình. Nè. Hai đứa mình. Hồi ra ngoài kia nói chuyện riêng. Không chịu. Con diễn tả giùm coi. Hồi nói chuyện riêng chứ ha. Ý là chú nói trên video. Ý là chú Kiệt á. Chăng? Nhưng mà chú nói cô My có hiểu không? Không, ý là con nói với cô My á là chú Kiệt chút nữa mời cô My riêng uống cà phê. Rồi nói chuyện riêng. Nói chuyện. Uống cà phê ở đâu? Thì cứ dạy nói gì hết. Con nói cô My đi. Con hỏi ở đâu nữa chứ? Em qua bển em diễn tả thử ra My hiểu không? Không, em thử ra. Nhiều khi em tả My thử ra hiểu không? Nói riêng. Không có nói trên đây. Sao vậy hả? Em qua bển đi, Em qua bển đi, anh cầm máy cho. Thôi được rồi, được rồi. Rồi sao rồi My? Ý sao rồi Trăng? Em cô My hiểu nhưng mà con chưa biết là cô My đồng ý. Ây da, cô My chọi trúng chú luôn rồi. Ăn ném hộp lung tung hết rồi. Nãy cô My hỏi chú Mạnh lấy vợ chưa kìa. Có rồi. Chú Mạnh có vợ rồi. Đó. Chú Kiệt với chú Giang là chưa có vợ. Hỏi cô My chịu không? Thì thấy ế quá trời. Chú Kiệt với chú Giang là chưa có vợ. Trai mà thấy ế. Kìa cười kìa. Kiệt qua đó Kiệt. Qua đó. Rồi 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 rồi, rồi 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 rồi. Tới công chuyện luôn rồi. Thả hình. Cua đi. My đưa cái mic qua bà cho chú Kiệt cái Kiệt. Không chịu rồi. Hả? Không chịu cưới á. Không chịu cưới hả? Cua gì trời. Chứ bọn này cũng ngon. Tức là chúc hai đứa đi chạy xe ra ngoài uống cà phê. Đúng rồi. Đúng rồi. Ghê. Kiệt tả kìa. Chú Mạnh diễn dịch hay quá. Hả chú Kiệt, ý chú Kiệt phải không? Chú Kiệt nói gì á chú Kiệt? Ý là xíu thôi. Nói đã không có chịu đi. Không có chịu đi sao? Quán cà phê bên kia á, quán xong quê bên kia là xíu người ta làm đâu. Quay xong rồi nói chuyện. Quay xong mà chú Kiệt làm như hai mắt hiếp hiếp vậy ta. Chú Kiệt ơi. Y chang khóc vậy chú Kiệt. Giống khóc. Quay phim này vậy mà. Vậy nè. Đúng rồi, quay vậy đó. Vậy là chụp. Còn u chớp con này là quay là nuốt gật vô rồi. Không phải là mình hỏi thêm nữa cây Kiệt, hỏi thêm nữa cây em diễn tả cây để cho My hiểu không? Diễn tả hả? Em diễn tả thử cho My hiểu không á? xin lỗi chú tụi xém đầu luôn nè. rồi con dịch cho cô chú anh chị xem nha. Cha Trang xuống nói chuyện với cô My nè. Là chú Kiệt nói gì? Là chú Kiệt đòi hung cô My. trời ơi. Là cô My trả lời sao? Cô My không vậy chịu. Là chịu hả? Không chịu. Ủa vậy là diễn tả sao mà là hung vậy? Chu mỏ ra phải không? Không. Sao? Đây. Đâu rồi, cầm cái tay đi, đưa cái tay qua. Anh Kiệt này, bắt tay My à. Làm trái tim kìa thấy không? Trái tim. Sao đâu? Diễn tả để cho hiểu. Đúng rồi đó, đây nè, kẹt anh Kiệt đó. Ơi, đó là vỗ tay.
Kêu luôn đi. Rồi. Kêu luôn đi chú Kiệt. Rồi bây giờ á, gia đình mà bây giờ là chú bàn tính cái này. Bây giờ thì cô My, bạn là của cha mẹ đúng không? Dạ. Vô tình lại đây thì đã gặp được một cái tình duyên chớm nở của một chàng YouTuber. Bây giờ là chiều nay mình ra ngoài mình thử đồ cưới luôn. Hỏi câu coi. Nói dịch. Không chịu. Đã cô My chưa chịu. Giờ thì vậy là mới tìm hiểu mẹ thôi ha. Mẹ của con My La. Ồ, mẹ của My La hả? Còn nói vậy thôi chứ mẹ cô My còn sống á. Liên quan gì? Thôi là đó. Cưới là la. Cưới là la ha. Cưới là la. Ngồi đi em tả vài cái nữa đây cho mày hiểu. Nói chuyện nữa hả? Em tả đi kìa. Tao ghế đủ ghế kìa. Giờ nói chuyện gì ta? Hả? Thì chung em tả muốn đây kia. Nói chuyện gì tôi diễn tả cho. Bây giờ mình cứ nói chuyện gì vui vui đi. Gia đình đang vui mà. Đúng rồi. Cái gì giờ cái bụng vậy? Cái bụng là sao? Về vậy chú Kiệt. Là chú Kiệt yêu cô My, cho cô My xin con cho chú Kiệt luôn á. Chú Kiệt hỏi cô My có mấy người con? Dịch gì luôn hả cha chăng? Trẻ trai. Cô My trả lời là hai người con, chú Kiệt hỏi vậy mà. Đúng rồi đó. Là đã xin cho chú Kiệt. Hay quá ta. Chú Kiệt nói này không mà không chịu đó. Phải, còn tại con dịch sai. Dịch sai hả chú? Hai kêu chú dịch nhanh chi. Đó là giờ chú My trả lời là hai người con đúng không? Bây giờ chú Kiệt hỏi là con trai hay con gái? Không hiểu. Tức là chú Kiệt nói gì nè. Hỏi. Nói nè. My. Ý dạ. Chăng. Con hiểu chú Kiệt nói không? Chú Kiệt làm gì? Đây chú là, Kiệt nói là để chú dịch cho. Tức là chú Kiệt hỏi cô My có dầu gió không cho chú Kiệt sức miếng. Sai rồi. Phải không? Hỏi cô My phải. Sai rồi. Nói là có bầu á, xin gái trai. Chứ sao mày là chị này chỉ dịch toàn là có bầu đồ không à. Dịch tới luôn rồi. Lần này là ăn dịch đúng nha. Đúng không? Dịch không sai chú ơi. Quá trời của chú chị ơi. Ai có nhu cầu mướn thông dịch viên này thì liên hệ ha. Trời trời. Vậy. Đó. Nói là không muốn cưới chú Kiệt. Thấy là không muốn có bầu như chú Kiệt luôn. Chú Kiệt chờ con hỏi khác đi. Chờ chừng khác chú Kiệt đi. Chú Kiệt hỏi từ nãy giờ hỏi cô My có mấy người con. Không muốn cưới chú Kiệt và không muốn có bầu với chú Kiệt. Để người ta hỏi mà cô My không có hiểu. Cô My có mấy người con là trai hay gái chứ không phải là chú Kiệt hỏi cái khác. Mấy không? Nhưng mà chú hỏi cô My tưởng đâu là bầu trai gái. Trời ơi. Quá trời ha. Không phải. Đấy. Ừ. Không phải. Con làm sao? Nói là không có bầu, không có bầu. Không có bầu với chú. Bỏ qua vô có bầu nữa đi. Đúng rồi đó. Bây giờ con hỏi cô My á là cô My có mấy người con? Hỏi sao? Đúng rồi mà. Chú hỏi nãy vậy mà. Không, chú đừng có nói cái khác. Hồi nãy chú nói vậy nè. Chú nói vậy đó. Ủa vậy là muốn sinh con trai hay con gái hả? Là sinh trai gái luôn á. Trời ơi, ông tả tạm tả không mà nghe ý rồi bởi vì ta dịch gì phải rồi. Chú tả mà chú tả sai chú ơi. Rồi hỏi chú Kiệt hỏi tả sao rồi mà Kiệt tả sao mà Kiệt muốn lại nhà của My chơi tả sao để mày hiểu coi. Sai rồi chú trời. Sai rồi chú ơi. Đi bộ. Ok không? Đó. Ok. Đi lên lại nhà chơi thì được. Lại nhà chơi phải không? Lại nhà chơi thì được. Chứ không đi uống phê phải không? Vậy là ok phải không? Đúng rồi. Ở đó gần không? Thì chịu, còn ở xa thì không. Xa là không đi. Đi lại nhà thì chịu phải không?
Đây, cái gì vậy? Uống gì? Ý là chú Kiệt nói là hai đứa mình đi uống rượu. Vậy luôn rồi đó chú à. Ôi, không dịch nàng hồi dịch tè le học mé rồi. Hỏi cô My lại nhà cô My á, rồi cô My cho chú Kiệt uống gì? Thì nãy chú dịch sai rồi đó. Sai rồi đó chú ơi. Quá vui cô chú anh chị ơi. Ở đây à. Có mới người có một chị gái mới gọi là tính cho mẹ con một cái bằng máy may công nghiệp nè. Mới thì nữa có. Hai cái nữa. Một là cái. Hai cái luôn. Một cái. Là cái chú hôm bữa. Chú hôm bữa có chú hôm bữa chưa, còn cái này là chị gái. Cái này là người mới, Mạnh Thường Quân mới nữa con hiểu không? Là một người. Cái cô đó đang xài luôn. Mà bây giờ không biết gửi như thế nào. Con tả cho mẹ hiểu chưa? Chịu. Hiểu rồi ha. Là bằng máy may luôn, là cô đang xài luôn. Máy một kim, hỏi mẹ biết may không? Biết. Máy may công nghiệp một kim. Hỏi đi con, hỏi đi. Con hỏi mẹ đi. Không có được đâu, tại vì mẹ con máy bằng máy này khác là quen rồi. Cũng một kim mà. Ủa gì hả? Một kim. À. Dễ thì đứa. Một kim. À gì gì gì. Kim tao may vậy nè, kim ngón tay này nè. Ừ đúng rồi nè. Rồi anh Kiệt còn hỏi gì nữa không? Anh Kiệt ơi hỏi em thử em trả lời được không? Rồi. Hỏi Trần nó dịch sai không à? Dịch sai không đúng à? Đúng rồi chú. Ôi kiểu này sai không rồi. À cô chú anh chị ơi, mình nên suy nghĩ mướn thông dịch viên này nha. Sao sao? Sao rồi? Mẹ hiểu rồi. Hiểu rồi ha. Rồi thôi bây giờ muốn nói gì nữa không? Hay nói là mình kết thúc cái video nè. Chắc kết thúc đi chứ hỏi nãy giờ Trang dịch sai không? Dịch sai không à? Anh Kiệt làm anh Kiệt khoái luôn. Rồi thôi thì xin kết thúc video cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nhớ ủng hộ, share, chia sẻ mạnh lên ha cô chú anh chị. Cũng như ai muốn giúp đỡ cho gia đình của bé Trang á thì cứ liên hệ trực tiếp cho ba anh em Kiệt Long An, anh Hậu Giang Quê Tôi và Hùng Mạnh TV. Mình bye bye đi cả nhà ơi. Không có giờ sao? Tức là ngủ ba anh em lại đẳng nấu cơm ăn cơm. tả ăn cơm đi, tả ăn cơm, tả nấu cơm ăn luôn. Ê! Con mày. Ok không, kêu không? Không có cơm. Chưa nấu cơm. Rồi vậy xíu lại đang. Cô My quên dữ lắm. Hả? Cô My hay quên. Cô hay quên hả? À cô biết lý do tại sao chồng bỏ rồi. Tại do nấu cơm quên một lúc. Mẹ nói gì chân? Dịch coi. Mẹ nói nấu cơm ăn. Rồi thôi mình xuống kết thúc video đi Trang ơi. Đi. Em khóc quá rồi, em khóc rồi. Dạ. Để cho mẹ giữ em. Mẹ giữ em đi con. Bye bye chú. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.